Hai xin tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Thịnh Ken TV. Nói chung là mấy nay anh kia mấy đứa thay đồ đẹp hết rồi, mấy đứa biết gì rồi đúng không? Đi chơi chứ. Outfit mẹ mua. Outfit mẹ mua. Thấy đẹp không Thịnh? Mẹ mua đẹp không? Áo nhăn nha, áo hơi nhăn. Bỏ bọc nè. Trời gì vậy? Chỗ. Anh Thịnh đi du lịch đúng không Thịnh? Du lịch đúng không? Du lịch chắc chắn rồi, du lịch nữa rồi. Rồi chuyến này anh Thịnh đi Hà Nội luôn rồi. Anh Thịnh đi Hà Nội rồi. Đi Trung Quốc nói gì? Đà Lạt đi. Đi Trung Quốc, đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu đó giờ đi nữa. Đúng rồi. Vũng Tàu đó. Ủa anh đi Vũng Tàu hồi nào rồi? Đi Malaysia. Bữa là hồi nào? Bữa đó. Trong mơ. Tóm tắt là trong mơ đi. Tóm tắt là quay lại đi. Okay. Không phải đi du lịch. Đi đâu? Nó xin dừng ai, nó xin dừng ai. Ai cho Trần Anh Thịnh kêu bận đồ đẹp đi sinh tồn á. Ê, mà đi sinh tồn. Khỏi đâu đây đi sinh tồn. Trần Anh Thịnh cho anh mấy mình nữa nè. Dạ. Ơi, coi chừng mình. Bận đồ đẹp làm cái gì? Bận đồ đẹp. Đi sinh tồn. Trời ơi, có thể luôn dân đúng không? Nói gì? Hả gì? Tồn ai? Dữ sao hả? Nghĩ. Chị nay đâu anh Thịnh? Ờ đúng rồi. Thì nay nếu không theo dõi kênh hết ta. Đâu nữa? Vô em coi không à? Coi rồi hả? Thì nói chung là nay kênh đã đạt được 50.000 sub. Nói chung là nửa chặng đường tới con số 100.000 sub rồi. Cái nút mạc. Nút mạc có đúng vậy? Nút mạc. Giờ tao nghe nửa chiếc mạc rồi. Nửa chiếc mạc luôn hả? Hôm là kiểu như này anh kêu mấy đứa thay đồ đẹp ra hết. Này dẫn mấy đứa đi ăn mừng. Này nói chung là đầy đủ thành viên hết luôn nha các bạn. Ăn mừng ở ngoài đồng Hào ơi. Gì ngoài đồng em? Chiến này ấm rồi Hào ơi. Anh dẫn là đi vô. Rồi khoan. Nhà hàng 5 sao. Nhà hàng 5 sao ăn tôm hùm của Hoàng Đế cái gì. Đợt này tao cũng nhớ cái vụ gì ăn mừng nè, anh bắt tao ở nhà làm nè. Có cái đợt bắt ở nhà làm nữa nè. Gì? Coi chừng nay bắt nhà làm hết nè, ăn mừng nhà làm hết nè. Anh mua đồ vậy cho tụi mình làm á. Không, bận áo trắng này mà đi làm mấy cái đó thì thôi rồi anh ơi. Trời mẹ không mẫn nhà làm trời. Khó, đó có tao với anh Thịnh không mà. Thịnh thì với ai nữa ta? Tao lộn đi. Nói chung là nay đi ăn tại quán. Này được nha. Vô khúc luôn. Nhà hàng 5 sao vậy tao với về đi. Nhà hàng 5 sao bạn ơi, khỏi nói tôi cũng biết trong bụng rồi. Trời lo gì nè, anh Thịnh dẫn đi mà. Rồi. Đúng rồi. Anh Thịnh lo hết. Tiền anh Thịnh một bóp. Dữ vậy sao? Bóp đầu bóp. Bóp tiền lẻ tiền trắng. Tiền Olympic kêu bền đi. Chủ mới có là có, không là không. Ok hiểu. Nói chung là anh Thịnh là đại gia nhưng mà đại gia tiền lẻ. Đại gia tiền lẻ. Bóp cao quá tiền lẻ luôn. Tiền em thì bao la, mình nợ thì bao giây. Ủa mà giờ mình đi ăn đâu với anh Thịnh? Mới nói luôn tại quán. Quán ở đâu? Quán gần đây. Bây giờ anh em mình đi luôn đi chừng chờ gì nữa. Rồi. Thì đợi sẵn hàng đồ đạc rồi, chuẩn bị hết chưa? Rồi đúng không? Rồi giờ thì let's go. Let's go. 12 seconds later. Rồi chung là món anh em đã có hết rồi nha các bạn. Chung là nay ăn lẩu no luôn Khánh ơi. Này lẩu hải sản hả? Này lẩu hộp cẩm. Lẩu tôm hùm nha. Tôm má. Này tôm gì ta? Tôm hùm má lát. Tôm hùm nha, lát cao không nội. Tôm hùm luôn là được rồi. Tôm hùm. Còn này là bò Mỹ nha các bạn. Mực. Phải bò Mỹ không? Này giọng cao quá ta. Cá. Này cá gì vậy ta? Cá hồi hả? Cá mập. Này lẩu các bạn. Này là tôi là thấy chảy nước miếng miền Nam. Đường. Tưởng tiên bu chứ. Tàu hũ nói thì tàu hũ đi tiên đường. Con hồi cho anh ấy ăn này chơi giảm cân. Thế chưa hết để hai dĩa gạo trước mặt là biết cho ăn gạo không rồi. Chơi giảm cân. Ăn gạo có tốt cho sức khỏe nha các bạn, đẹp da nữa. Hôm nay là em phải lặn xuống đáy biển bắt nha. Trời ơi. Trời nay dân giỏi quá ta, tao nhớ như đi quán mà tự nhiên xuống biển lặn gì trời. Trời ơi trời. Ủa nè, Pepsi tài trợ chương trình mình. Ủa Pepsi đúng không? Pepsi tài trợ chương trình các bạn. Con này con lân. Rồi giờ anh em khui nước rồi vô nước chứ đi. Vô. Này gì ta? Này ăn mừng 50.000 sub nha các bạn. Chung là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mấy anh em mình nó mà suốt chặng đường vừa qua, chung là nửa con số tới đạt tới 100.000 sub rồi nha các bạn. Sắp rồi nửa đường các bạn ơi, dán ngồi mấy anh em mình ơi. 1 2, 3 vô, 2, 3 vô, 2, 3 ố. Mời bạn nha, mời các bạn nha. Giờ làm gì nữa Thịnh? Bật bếp không? Bật bếp lên đi. Đây giờ đỏ này danh. Rồi từ từ chưa, để nước sôi lên cái đi. Ủa Hào, mày nói cái cục này là tiên đơn ngàn năm hả Hào? Tao nói sang mồm hả mày ơi, chứ cái đó đồng hũ đó. Tao cũng biết nè, tao hũ bự, tại tao thích hỏi vậy thôi. Bên mắc hỏi đúng không anh Danh? Giờ tao không thích hỏi nữa, giờ tao thích ăn à. Mày lớn gì nữa? Tao đút mày ăn chứ gì nữa. Đút tao đút chậm chậm không được hay gì? Thì nước cũng đã sôi nha các bạn. Thấp nữa nhỏ nhỏ, cái anh bỏ tấm bình vô. Này, bỏ bánh đây. Ê quên, cái này nè. Tại đó chưa có chuyên nghiệp thôi. Chứ giờ cũng không chuyên nghiệp đâu. Ây da nóng quá mẹ ơi. Đó mới vừa nói chuyên nghiệp xong. Nóng quá bạn ơi, thông cảm mình. Làm sao đổ cái hết không còn gì ăn đi anh Khánh ơi. Trời ơi đầu bếp đó cưng. Anh từng là đầu bếp mà cứ không biết gì hết trơn. Ừ, đầu bếp à, đầu bếp giờ làm sao được. Đó. Trời ơi có một cọng rau không mà anh em mà em bắt mẹ nữa. Đầu bếp về chắc làm dở anh ta đuổi hay gì rồi. Không phải đâu, tại vì lúc đó. Tại vì lúc đó anh bị đuổi. Anh buồn quá rồi, anh làm đồ ăn cho khách bị đau bụng thôi rồi anh đi đuổi. Hên đó. Ghê không? Hên á. Lỡ về cho em ăn đau bụng sao? Không, này ta nấu mà mình bỏ vô mà cưng. Anh đổ đổ há tùm lum. Làm có ăn cộng rau nhưng mà bẻ nè anh là sẽ hư đường hư bột hết. Bây giờ đổ áo rồi anh hỏi có ăn không? Đó. Cứ vậy mà tự. Phải cậu chứ. Giờ quá nên lao tay trước khi ăn nha các bạn. Làm ăn kiểu này chết rồi Dân ơi. Đúng rồi. Đây để tao bỏ vô trộn lên nè. Đây bên đây cũng vậy nha các bạn. Hao nước sôi kìa Nhật, mở nắp ra Nhật. Giờ mình sẽ bỏ topping vô các bạn. Ê rồi sao? Con tôm này còn sống nè. Nó biết nhảy. Con tôm biết nhảy. Quy tắc 3 giây, quy tắc 3 giây. Bỏ hẳn lụm. Rất hết đường rồi. Trời đâu biết năm sao đó mày. Ủa Khánh đâu bỏ lẹ dưới Khánh. Tại nãy nóng quá mày ơi. Phải nấu rồi, bển cũng nóng mà sao bỏ lẹ vậy? Tao không biết nữa. Tôm bển lấy đũa coi. Tại tao kỹ thuật mày ơi. Ăn tôm tới chanh đi. Vậy là cái này đầu bếp mà không sao, đầu bếp bển mới 5 sao. À mày nói gì mà lại ai? Tao đầu bếp 5 sao mới tiến về bên đâu? Bên Mỹ về đó. Mỹ Campuchia. Chứ không bị thôi nha. Quy định mới chịu. Làm ăn vậy trừ lương hết. Nó cũng mới bển là mới bển về. Làm ăn vậy trừ lương hết. Tháng này trừ lương Thái Hào nha. Đúng vậy. 50. 50. 100 mấy triệu. 50. Trừ lương Thái Hào 1 triệu. Trừ. Giờ mình bỏ ra luôn cho nó chín nha các bạn. Nên bỏ vô thôi. Bỏ hết luôn đi. Ăn từ từ để nó gục rau, nó gục là rồi khỏi ăn luôn á. Bạn bỏ. Ê, bạn nói hơi bậy rồi đó, tôi ăn rau dữ lắm đó. Đúng rồi. Phải vậy không? Bạn lột đúng luôn đi. Ăn hay là gì cưng? Bỏ bỏ nấm kim châm. Anh là người đàn ông của gia đình mà cưng hiểu không? Sắp rồi, sắp hết trơn rồi. Nghe nó nào nào cưới với mày. Nào cưới chắc cũng có 1.000 năm sao. Trời tôi nói vậy buồn quá. Ra giữa đồng á, nhà hàng ngàn sao luôn á cưng. Buồn cười á. Chọc cái đồ đổ vô mặt nè. Sao chứ chừng nào chia tay nói em biết nha. Để em ăn mở tiệc ăn mừng. Đúng rồi. Em tao mà nó vậy đó bay ơi bay. Đây tao ngồi gấp rau bỏ nồi lẩu cho nó ăn nè, mà nó nói vậy không đó. Có gà chứ phải gấp thịt đâu. Vậy thôi mày nhịn đi mày. Thì ủa thì ăn thịt mà tao có ăn rau đâu. Tóm lại cuối cùng hai người có ăn không? Nói nhiều vậy. Nói là một chuyện, ăn là một chuyện chứ Danh. Thì hai người em đi, lát nữa nó chín rồi ăn. Giỏi ta. Thì trong lúc mà mình chờ đợi lẩu chín đó mọi người. Đây. Mọi người ăn miếng tàu hũ với mình nha. Tàu hũ chiên giòn. Em cũng muốn ăn tàu hũ nữa anh Khánh. Đây. Hải mới đút à, tôi đút ăn phải không? Đúng rồi. Thường lắm á mới ăn á. Đèo tiền. Dân. Trời ơi, có ăn này. Ngon quá bạn ơi. Nè, hai mẹ em đút cho miếng nè. Ngon chưa? Ngon nha. Hỏi bạn miếng canh mình nha. Ăn nè Hào. Ơi, đừng đổ mày. Gì vậy? Ngon nha bạn, đói bụng ăn gì cũng ngon hết trơn. Thịnh bỏ đói rồi từ hôm qua tới nay mới giỡn thôi. Đây, làm thêm cái này thì phải ăn dưa leo mới đẹp da nha các bạn. Danh có đẹp đâu mà ăn. Ủa Khánh là cái này dưa leo nữa hả Khánh? Tao mà cái gì không biết ăn. Rồi bậy à, cái đó nhiều cái không biết ăn rồi. Đây. Này Danh. Thôi không bị vụ đâu. Cái chờ biết lắm mà. Em không cho há họng với bọn. Nó ứa miệng rồi mà. Lại đi há họng nè. Mời con. Thì lẩu cuốn sôi ăn nhanh em ơi. Ăn hả? Đây đúng để tôi làm trước cho ha. Sao mà ăn là nhanh dữ lắm rồi đó. Tôi ăn là tôi nhanh lắm. Cục đó cục gì hả Hồng? Này cục gì tôi cũng không biết đó bạn. Ăn không? Này. Nè. Trời ơi. Rồi mày. Ăn thì ăn từ từ thôi chứ gì hết đưa miệng rồi, biết nóng không? Để tôi nó bụng quá. Nè, thử cục cá viên đi Hào. Trời ơi, cảm ơn nha. Dạ. Em muốn ăn cái đó. Bye bye nha. Trời ơi. Trời ơi, quá trời ơi. Cái nào quá ăn cái nào. Ăn cái nào, ăn cái nào. Em muốn ăn cái nào. Em cũng muốn ăn gì dọn. À, cho miếng. Ôi, cảm ơn nha. Mời bạn ăn nha. Cái này ngon. Dạ nè. Nóng. Coi chừng ngấu. Coi chừng ngấu. Dạ rồi lại nha. Em cũng muốn ăn. Nè, ăn đi em yêu. Ngon mấy bạn. Ngon lắm nha. Em muốn ăn cái nãy hả? Đúng rồi. Dạ em ăn quá. Thôi mình tự gấp cho mình ăn luôn. Nóng quá vậy đó. Rồi để anh đút cho. Thôi bên khỏi đi. Này để anh đút cho. Thôi bên khỏi đi. Thôi không ăn thôi. Tôi biết con người bạn quá mà. Thôi tại này đút bạn không ăn nha. Đây. Ê rồi gớt luôn rồi. Đây giờ mình ăn lẩu với các bạn. Này bỏ bún vô. Này bún ít quá mới kêu thêm mì thêm nha các bạn. Cái này là cái gì vậy ta? Cái này nó gọi là cái gì? Cái giá, đúng rồi, trước ăn cũng phải có cái giá. Cũng phải có cái giá của nó các bạn hiểu không? Tôi không ăn được là ăn. Anh phải trả tiền chứ. Thì ăn bắt buộc phải trả tiền rồi. Thì phải có cái giá đó. Này chắc cũng bình dân. Đây gấp rau nha, mình đảo rau nha các bạn. Quên, nóng quá bỏ từ lại. Quên, phải ăn như Mộng Kha. Mộng Kha kỳ vậy anh Khánh? Mộng Khánh mà. Này là Mộng Khánh chứ không phải Mộng Kha nè. Mộng Kha là Mộng Khánh. Ai biết không? Hiện tượng mạng các bạn. Mời các bạn nha. Tượng mạng nữa. Ngon quá các bạn ơi. Khánh em cũng muốn ăn. Đây để em chấm em. Ngon quá các bạn ơi. Rồi. Nè để lúc bạn ăn. Tình nghĩa anh em lắm mới cho ăn nha. Ê. Anh nào? Khánh. Nãy giờ mình cũng bạn bè nhịn bạn hơi lâu rồi đó. Đã bao đúc ăn cục thiệt được không? Nghép ra. Nghép. Ngon quá. Anh Hào ơi, anh thích ăn tôm không? Rồi, đi đây. Rồi, cảm ơn tôm nha. Ôi, quá trời. Ôi, giận ơi, em cũng ăn. Trời đất em. Cái chén mà sao mày không chấm mày? Tại biết mình nha. Đây, giờ mình ăn rau nha các bạn. Giờ muốn nha. Ôi nóng quá không. Ngon vợ. Ngon vợ ơi. Ai được đâu biết ha. Không được cái khịa ta hả? Thôi kệ, ăn đi Hậu ơi. Mời các bạn nếm thử nha. Ngon mấy bạn. Anh Thịnh ơi. Anh thấy này quen anh Thịnh. Chấm huyền thoại. Thôi. Giỡn. Rồi ăn sao rồi? Ngon miệng không? Ngon. Tiếng sữa này nó mạnh quá anh ơi. Hết hồn nha anh Khánh ơi. Hết hồn hả? Nghe lộn. Sao nhờ? Ngon quá Thịnh ơi. Đây mời bạn nha. Cầm tiếng vô. Ngon nha mấy bạn. Như các bạn cũng thắc mắc em mấy tập ăn mừng em cũng không có xuất hiện đúng không Phụ? Dạ thì em mấy tập bình thường nữa. Em bận không có đi quay được. Thì nói chung đây mình đây tụ họp này của mấy này trong đen mình nói thẳng các bạn luôn là Phụng có thể là nói chung là việc bận gia đình ai cũng phải có hết các bạn. Thì giống em đó. Nói chung là không phải là không có thiếu người này mà người kia mà bạn comment nói là chạm mặt này kia hay là sẽ không xuất hiện trong clip. Không phải là như vậy, nói chung là tùy trường hợp tùy ngại các bạn. Nói chung là mấy anh em mình quay là có lịch hết nhưng mà khi ngày đó có người này người kia bận các bạn. Dùng mình cũng thấy mấy bạn kiếm em trong mấy cái comment video hỏi không có Phụng rồi không muốn xem video này kia cũng nhiều. Nói chung là các bạn thông cảm cho Phụng nhà anh em tụi mình. Nói chung là bạn comment vậy thì nói chung mấy thành viên còn lại nhìn vô thì cũng rất là buồn mà. Em có nói gì với bạn không? Thì nói chung là clip nào mà vắng mình thì clip sau sẽ có mình thôi. Sau này cũng việc bận công việc anh em trong team thì có người này không phải là dạ. Giống như người này người kia thì đâu phải là vắng người này là sẽ không coi. Thì anh em trong team người đọc comment cũng buồn mà. Nên là nói chung là mọi người thông cảm. Vậy đi. Con ngồi không biết đau lòng quá. Đau lòng quá. Con ngồi chứ phải con heo đâu mà không biết buồn. Mày bỏ đổ xuống tay không? Con heo cũng biết buồn. Buồn cười á. Buồn ngủ. Nói chung là mong bạn thông cảm cho mấy anh em tụi mình nhé. Nói chung là việc bận thì đột ngột đột xuất nên không ai biết trước được mọi người. Chung là nói chung đạt con số ngày hôm nay quay lại vấn đề là đạt số 50 ngày sub này là cũng có sự cố gắng tất cả mọi người trong đây các bạn, chứ không phải là riêng gì để cái cá nhân của ai hết. Chung là mấy bạn bình luận vậy thì nói chung là người này người kia nhìn đọc vô thì nó cũng rất là buồn mà. Bỏ cái đũa đũa chúng tôi đang tâm trạng cứng còn ăn gục gột nữa. Thì thôi ha, quay thôi được rồi, bỏ qua đi. Chung là vậy được rồi, hôm nay cũng là ngày vui mọi người. Nửa chặng đường đạt tới 100.000 sub rồi. Giờ mong các bạn ủng hộ mấy anh em mình dài dài lâu ơi là lâu luôn để đạt tới số 100.000 sub nha bạn. Nói chung là càng sợ con số nó càng đi lên thì nói chung mấy anh em mình rất là vui luôn nha các bạn. Mới ăn bao nhiêu sub ta? 40 hả? Giờ 50. Quá đẹp. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Trời ơi, ăn tiếp nha. Mày ơi. Tiệc tiếp. Bây giờ mấy anh em sẽ vô nhập tiệc luôn nha các bạn. Gọi nó chưa? Rồi. Lạnh. Anh coi mấy anh em nè. Ăn chưa nồi hết trơn á. Nhi giờ ăn sạch luôn không còn biết. Thôi nè, ăn có nhiêu đây. Thôi chứ Minh nè. Trời ơi. Ăn kìa, nó đùa với em. Phải ơi. Có trên đây nè. Trời ơi. Không không, còn được hai con tôm. Thấy chưa? Ăn đi, giọng đi nó ăn giọng để nó ta. Không phải là hai mình đâu ăn tôm đâu đúng không? Nó ăn tôm trong nồi kiến nha. Ăn mà nó ăn tôm được. Ăn dưới đây thì đẩy vào. Đẩy qua. Đẩy qua nào coi. Tự vả nè, tự vả. Này là của em nè. Của em đó. Này của em nè. Rồi cái này rồi cuốn Lê Phụng nè. Này là của anh Thịnh. Này mấy bà Long An nhường lại vị trí cho Dân với Nhi nha các bạn. Thôi nào. Đừng có quá bào luôn. Ôi. Nãy em đang gấp 2 cục mực á, cái thằng Danh nó lại nó sắn ngang cái dành của em á, anh Thịnh đó bóc phốt liền. Trời có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Có. Tôi không thấy. Thấy không? Tôi không quay gì chưa. Tôi 50. Lộn lát đưa. Trời. Trời ơi, ăn quá ngon ghê rồi. Chung mình cũng no lắm, thật là ngon. Khánh ăn chảy nước miếng luôn nha mọi người. Có gì vậy? Thôi thôi. Có gì vậy? Chứ đây có gì nhiều nè. Có không? Đâu không có đâu. Cái đó là cuối cuối tao mới ăn mà. Cuối cuối ăn cái quẹt đâu. Người ta xuống hết trơn rồi, chỉ chả ngồi đây húp. Bốp 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 bốp. Ăn uống xong xuôi rồi làm gì giờ? Ai tính tiền đi chứ. Tính tiền đi chứ. Anh tính đi. Rồi anh 100.000 đi trước đi rồi lát tôi tính sao đâu. Coi nhiêu tôi bù, người 100.000 đây lát tôi tự coi nhiêu hứa tôi tự bù. Lấy gì á, đưa tiền thiệt kìa, người 100.000 đi hết đi. Còn thiếu nhiêu tôi bạn bù hết Danh. Đúng rồi, đưa 100. Em có. Cái bill của 50 rưỡi à. À vậy được. Thôi anh Thịnh lo hết đi, mình phải trả. Đúng rồi. Không, đứa 100.000 đi, còn nhiêu lát tôi tự tính. Thôi em hồi 1 ngày á. Rồi 100.000 này dư. Này chắc cũng 2-3 triệu lận, này 100, 230. Hồi nãy á. Này có 600. Nghe cái bill này có 550 rồi, để em gom rồi anh em mình còn nhiêu uống cà phê anh ơi. Chị nghe đừng nói nha. Ờ nói chuyện không ai nghe luôn á. Mình ngồi cái bên không nghe gì chưa. Cái bill. Bill gì? Bill gì? Ai giữ bill? Anh lấy cái bill của em. Cái bill nó chỉ có 550 nha, người 100 là dư. Thì nói chung là nếu các bạn yêu quý anh em mình gì kết đây. Nếu các bạn yêu quý mấy anh em mình hãy cho anh em xin 1 like, 1 share, 1 đăng ký. Nhớ nhấn vào cái chuông để ủng hộ anh em mình. Giờ thì bye bye. khoan chưa? Gì vậy? Cái con cảm ơn mọi người nhiều nha. Đúng rồi, cảm ơn.